Xin chào các anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Như vậy là vào khuya ngày hôm qua, tất tần tật các vị tướng ở mùa 4 đấu trường chân lý với chủ đề định mệnh đã được công bố chính thức với 58 tướng mới cùng 13 hệ tộc trong trò chơi. Và để gửi đến anh em một video đầy đủ và chi tiết nhất, mình đã thức cả đêm hôm qua để cố gắng phiên dịch và gửi đến cho mọi người một cách nhanh chóng. Thế nên, nếu trong video này có gì sai sót hoặc tên hệ tộc không hoàn toàn giống với tên tiếng Việt sau này khi về bản chính thức tại Việt Nam, thì cũng mong các bạn bỏ qua cho nha. À, và các chỉ số của các tướng hay hệ tộc ở video cũng không phải là cuối cùng. Tất cả chỉ là phiên bản thử nghiệm và sẽ còn được chỉnh sửa rất nhiều trong thời gian tới. Giờ thì còn chờ gì nữa? Cùng Cà Phê Nhân Phẩm khám phá ngay thế nào. Đầu tiên sẽ là 13 tộc mới trong trò chơi. Và chúng ta sẽ đến với tộc đầu tiên. Thứ nhất, Cuồng Giáo. Cuồng Giáo sẽ không cho các tướng trong tộc thêm chỉ số gì mà sẽ cung cấp cho họ hiệu ứng đặc biệt. Cụ thể là khi đội của bạn mất 50% máu, Galio sẽ được triệu hồi với sức mạnh tỷ lệ thuận với số lượng cuồng giáo trên sân. Galio sẽ lao vào khu vực đông kẻ địch nhất và hất chúng lên không. 3 cuồng giáo, Galio bạo chúa. 6 cuồng giáo, Galio ác quỷ. 9 cuồng giáo, Galio chúa tể địa ngục. Danh sách các tướng cuồng giáo gồm có: Thứ nhất, Elise, giá 1 vàng, thuộc cuồng giáo hộ pháp. Kỹ năng nhận chúa. Elise sẽ biến đổi thành con nhận chúa, tăng thêm chỉ số phần trăm máu tối đa và các đòn đánh của cô ta sẽ hồi phục máu. Chỉ số như trên màn hình. Thứ hai, Twisted Fate, giá 1 vàng, thuộc cuồng giáo pháp sư. Kỹ năng phi bài. Twisted Fate ném 3 lá bài gây sát thương phép lên tất cả các kẻ thù đi qua. Thứ ba, Pai, giá 2 vàng, thuộc cuồng giáo sát thủ. Kỹ năng dòng nước ma quái. Pai lướt ra phía sau kẻ địch ở xa nhất, tạo dư ảnh phía sau gây sát thương phép và làm choáng tất cả các kẻ địch đi qua trong vài giây. Thứ tư, Evelyn, giá 3 vàng, thuộc cuồng giáo bóng tối. Kỹ năng là hắc ám bùng nổ. Evelyn gây sát thương phép lên 3 kẻ địch gần nhất, sau đó dịch chuyển một quãng ngắn ra xa chúng. Sát thương sẽ được gia tăng lên những mục tiêu còn dưới 50% máu. Thứ năm, Kalista, giá 3 vàng, thuộc cuồng giáo song đấu. Kỹ năng dây vò nội tại. Kalista găm các ngọn giáo trong đòn đánh vào người đối thủ. Mỗi ngọn giáo sẽ gây ra một lượng phần trăm máu tối đa của mục tiêu thành sát thương chuẩn khi cô ta rút nó ra. Kalista sẽ rút giáo nếu nó giết được mục tiêu. Thứ 6, Jihin, giá 4 vàng, thuộc cuồng giáo thiên xạ. Kỹ năng lời thì thầm nội tại. Jihin chuyển đổi 1% tốc độ đánh cộng thêm thành 0,8 sát thương vật lý bởi tốc độ đánh của Jihin là cố định. Ngoài ra mỗi phát bắn thứ tư, Jihin sẽ gây thêm sát thương. Thứ 7, Ashok, giá 4 vàng, thuộc cuồng giáo tiên phong. Kỹ năng xiềng xích địa ngục. Sau một khoảng trễ ngắn, Ashok kéo những kẻ địch ở xa nhất lại gần, gây sát thương lên tất cả những đơn vị xung quanh. Thứ 8, Zilin, giá 5 vàng, thuộc cuồng giáo bí ẩn. Kỹ năng đảo ngược thời gian. Zilin đặt một bùa lợi bảo hộ lên các đồng minh có lượng máu thấp nhất không phải chính mình. Khi đồng minh đó chết đi, họ sẽ hồi sinh trở lại sau một khoảng thời gian ngắn, đồng thời loại bỏ tất cả các bùa hại trên bản thân với lượng máu cố định. Nếu Zilin vẫn còn sống sau khi đồng minh hồi sinh thành công, kỹ năng sẽ không bị tiêu hao. Thứ hai, Nguyệt tộc. Khi bắt đầu trận đấu, quân Nguyệt tộc có mức sao thấp nhất sẽ được nâng cấp lên 1 sao cho đến khi trận chiến kết thúc. Nếu tất cả các Nguyệt tộc đều có cùng mức sao, quân cờ có nhiều trang bị nhất sẽ được chọn và có thể up lên tới tối đa là 4 sao. Mức kết hợp cần thiết là 3. Danh sách các quân cờ Nguyệt tộc gồm có: Thứ nhất, Diana, giá 1 vàng, thuộc Nguyệt tộc sát thủ. Kỹ năng thác bạc. Diana tạo một lớp bảo hộ cho bản thân trong vài giây, đồng thời triệu hồi những quả cầu quay xung quanh cô ta. Những quả cầu phát nổ khi chạm vào kẻ địch, gây sát thương phép và hồi lại khiên cho Diana ở quả cầu cuối cùng phát nổ. Thứ hai, Lissandra, giá 1 vàng, thuộc Nguyệt tộc mê hoặc. Kỹ năng mảnh băng. Lissandra ném một mảnh băng vào mục tiêu, gây sát thương phép, rồi sau đó phát nổ thành nhiều mảng băng tiếp theo lên các mục tiêu phía sau hoặc hết đường bay.
Thứ ba, sai lát. Giá 2 vàng, thuộc nguyệt tộc đấu sĩ. Kỹ năng quật xích. Sai lát quật xích của mình theo hình chữ thập với khoảng cách 3 ô cờ, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch chúng phải, đồng thời tăng mức năng lượng sử dụng chiêu thức tiếp theo của chúng lên 40%. Thứ tư, Aphelios. Giá 2 vàng, thuộc nguyệt tộc thợ săn. Kỹ năng tháp pháo. Aphelios triệu hồi một tháp pháo trong vài giây. Tháp pháo được tính như Aphelios khi nó gây sát thương và biến mất khi Aphelios nằm xuống hoặc hết thời gian hiệu lực. Thứ ba, Divine, tạm dịch là chiến thần. Sau mỗi 6 đòn tấn công, họ bị giảm xuống dưới 50% máu. Các chiến thần sẽ hóa thần, nhận 25% giảm sát thương và gây thêm sát thương chuẩn cho đến hết trận chiến. Hai chiến thần, 20% sát thương chuẩn. 4 chiến thần, 40%. 6 chiến thần, 65%. 8 chiến thần, 100%. Danh sách các vị thần của chúng ta gồm có: thứ nhất, Hư Công, Ngộ Không. Giá 1 vàng, thuộc chiến thần tiên phong. Kỹ năng là thiết bảng ngàn cân. Ngộ Không dùng quyền trượng đập vào mục tiêu, gây một lượng phần trăm sát thương tay của hắn ta thành sát thương vật lý và làm choáng chúng trong vài giây. Thứ hai, Jax. Giá 2 vàng, thuộc chiến thần song đấu. Kỹ năng là Jax né tất cả các đòn tấn công trong 2 giây, sau đó phản đòn gây sát thương phép, đồng thời làm choáng các mục tiêu xung quanh trong 1.5 giây. Thứ ba, Irelia. Giá 3 vàng, thuộc chiến thần giác ngộ lão luyện. Kỹ năng là thanh kiếm tiên phong. Irelia tung ra một loạt các thanh kiếm trước mặt, gây sát thương phép và áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh. Kẻ địch chúng phải sẽ bị giải giới trong vài giây. Thứ tư, Lux. Giá 3 vàng, thuộc chiến thần mê hoặc. Kỹ năng khóa ánh sáng. Lux bắn một quả cầu ánh sáng về phía kẻ thù xa nhất. Những kẻ địch trên đường bay trừ sát thương phép và làm choáng trong vài giây. Thứ năm, Warwick. Giá 4 vàng, thuộc chiến thần đấu sĩ thợ săn. Kỹ năng đói khát. Warwick nhận thêm tốc độ đánh, hút máu và di chuyển nhanh hơn trong phần còn lại của giao tranh. Nếu Warwick bị hạ gục trong trạng thái này, hắn ta sẽ hú lên, khiến tất cả kẻ địch xung quanh bị sợ hãi trong vài giây. Thứ 6, Lee Sin. Giá 5 vàng, thuộc chiến thần song đấu. Kỹ năng nộ long cước. Lee Sin tung cú đá vào mục tiêu, gây sát thương phép, hất họ ra rìa chiến trường và làm choáng trong vài giây. Bất kỳ kẻ địch nào va phải đường bay của nạn nhân chính cũng sẽ chịu một nửa lượng sát thương và làm choáng trong 1.5 giây. Nếu mục tiêu ở ngoài rìa của trận chiến, chúng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Thứ tư, thần tướng. Các thần tướng được bổ sung thêm máu và sát thương kỹ năng. Ngoài ra, với mỗi trận thắng mà họ tham gia sẽ gia tăng chỉ số này lên 10%, cộng dồn tối đa 5 lần. 3 thần tướng, 200 máu và 20 sát thương kỹ năng. 6 thần tướng, 400 máu và 40 sát thương kỹ năng. 9 thần tướng, 700 máu và 70 sát thương kỹ năng. Thứ nhất, Nidalee. Giá 1 vàng, thuộc thần tướng thiên xạ. Kỹ năng phóng lao. Nidalee phóng một ngọn lao về phía kẻ địch xa nhất, gây sát thương phép và gia tăng 25% với mỗi ô cờ mà mũi lao đi qua. Thứ hai, Garen. Giá 1 vàng, thuộc thần tướng tiên phong. Kỹ năng phán quyết. Garen xoay quanh thanh kiếm trong 4 giây, giảm 50% sát thương phép nhận phải và gây sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh trong thời gian hiệu lực. Thứ ba, Jarvan đệ tử. Giá 2 vàng, thuộc thần tướng hộ pháp. Kỹ năng giáng long kích. Jarvan tấn công mục tiêu xa nhất trong phạm vi 3 ô cờ bằng ngọn giáo của mình và kéo bản thân về phía chúng, gây sát thương phép lên những đơn vị đi qua, hất tung và làm choáng chúng trong vài giây. Thứ tư, Vi. Giá 2 vàng, thuộc thần tướng đấu sĩ. Kỹ năng cú đấm phá giáp. Đòn tấn công của Vi xuyên qua mục tiêu, gây sát thương phép lên tất cả kẻ địch chúng phải theo hình nón và giảm giáp của chúng trong vòng 6 giây. Thứ năm, Xin Giao. Giá 3 vàng, thuộc thần tướng song đấu. Kỹ năng
bắn nguyệt thương. Xin Giao quét thương xung quanh anh ta, gây một lượng phần trăm sát thương vật lý của Xin Giao và thách đấu những kẻ địch chúng phải trong vòng 4 giây. Khi kẻ địch bị thách đấu, Xin Giao tăng sát thương cơ bản lên chúng, đồng thời giảm 50% sát thương từ mọi nguồn khác. Thứ 6, Katarina. Giá 3 vàng, thuộc thần tướng, thần tài, sát thủ. Kỹ năng bông sen tử thần. Katarina xoay tròn tốc độ trong 2,5 giây, ném dao vào các kẻ địch xung quanh, gây sát thương phép trong thời gian hiệu lực, đồng thời giảm 50% khả năng hồi phục máu của mục tiêu trong vòng 3 giây. Thứ 7, Azir. Giá 5 vàng, thuộc thần tướng, đế vương, hộ pháp. Kỹ năng phân chia thiên hạ. Azir lao tới và tạo ra một bức tường lính, đẩy lùi các kẻ địch chúng phải, đồng thời gây sát thương phép. Sau khi tấn công, bức tường vẫn giữ nguyên vị trí trước mặt Azir trong 3 giây như một dạng địa hình không thể vượt qua. Các binh lính từ đặc điểm hệ tộc riêng biệt của Azir cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ này và bảo vệ vị hoàng đế của mình trong suốt thời gian đó. Thứ 5, Dust, tạm dịch là hoàng hôn. Các tướng thuộc tộc này sẽ gia tăng sát thương kỹ năng cho tất cả đồng minh. 2 hoàng hôn, 20% sát thương kỹ năng. 4 hoàng hôn, 40% sát thương kỹ năng cho các tướng hoàng hôn, 20% sát thương kỹ năng cho tất cả đồng minh. 6 hoàng hôn, 100% sát thương kỹ năng cho các tướng hoàng hôn, 50% sát thương kỹ năng cho tất cả đồng minh. Các tướng hoàng hôn gồm có: thứ nhất, Vayne, giá 1 vàng, thuộc hoàng hôn, thiên xạ. Kỹ năng mũi tên bạc nội tại. Mỗi đòn bắn thứ 3 của Vayne sẽ gây thêm sát thương chuẩn. Thứ hai, Thresh, giá 2 vàng, thuộc hoàng hôn, tiên phong. Kỹ năng con đường tăm tối. Thresh ném chiếc lồng đèn của mình cho đồng minh có lượng máu thấp nhất, che chắn cho họ và các đồng minh gần đó khỏi một phần sát thương trong 4 giây. Thứ ba, Riven, giá 4 vàng, thuộc hoàng hôn, hộ pháp. Kỹ năng nhát chém năng lượng. Riven lướt tới và che chắn cho bản thân bằng một lớp khiên, sau đó chém về phía trước, gây sát thương phép lên những kẻ địch xung quanh. Mỗi lần sử dụng thứ ba, Riven sẽ lao lên không trung và phóng ra nguồn năng lượng lớn hơn, gây sát thương phép. Thứ tư, Cassiopeia, giá 4 vàng, thuộc hoàng hôn, mê hoặc, bí ẩn. Kỹ năng cái nhìn hóa đá. Cassiopeia phóng ra một nguồn năng lượng ma thuật theo hình nón trước mặt, gây sát thương phép lên tất cả đơn vị chúng phải và làm choáng chúng trong vài giây, đồng thời khiến các mục tiêu này nhận thêm 10% sát thương khi bị choáng. Thứ 5, Lilia, giá 5 vàng, thuộc hoàng hôn, pháp sư. Kỹ năng khúc du rừng thẳm. Lilia hát một khúc du ma thuật khiến những kẻ địch có lượng máu cao nhất hiện tại rơi vào trạng thái ngủ trong vòng 5 giây. Kẻ địch sẽ bị thức tỉnh nếu chúng chịu sát thương khi đang ngủ, gây thêm một lượng sát thương phép. Thứ 6, Illaion, tạm dịch là giác ngộ. Các tướng giác ngộ tăng tốc độ hồi năng lượng. 2 giác ngộ, 40% năng lượng bổ sung. 4 giác ngộ, 70% năng lượng bổ sung. 6 giác ngộ, 100% năng lượng bổ sung. Các tướng giác ngộ gồm có: thứ nhất, Nami, giá 1 vàng, thuộc giác ngộ, pháp sư. Kỹ năng thủy ngục. Nami bẫy kẻ địch gần nhất trong bong bóng nước, gây sát thương phép và làm choáng chúng trong vài giây. Thứ hai, Fiora, giá 1 vàng, thuộc giác ngộ, song đấu. Kỹ năng phản đòn. Fiora bước vào thế thủ trong 1,5 giây, miễn nhiễm với mọi sát thương và hiệu ứng của kẻ địch trong thời gian này. Sau khi hết hiệu lực thì cô ta phản đòn lại kẻ địch gần bên, gây sát thương phép và làm choáng chúng trong 1,5 giây. Thứ ba, Yana, giá 2 vàng, thuộc giác ngộ, bí ẩn. Kỹ năng, mắt bão. Yana bảo vệ các đồng minh thấp máu nhất bằng lớp khiên trong 4 giây. Lớp khiên sẽ tăng thêm sát thương tay cho họ trong thời gian tồn tại. Thứ tư, Iria. Thông tin vị tướng này xem lại ở phần tộc chiến thần nha mọi người. Thứ năm, Morgana, giá 4 vàng, thuộc giác ngộ, mê hoặc. Kỹ năng là vùng đất chết. Morgana tạo một vùng đất chết, gây sát thương phép lên kẻ địch trong vòng 5 giây, đồng thời làm giảm kháng phép của chúng trong thời gian hiệu lực. Morgana cũng được hồi phục một phần dựa trên lượng sát thương gây ra. Thứ sáu, Talon, giá 4 vàng, thuộc giác ngộ, sát thủ.
kỹ năng, ngoại giao kiểu nô sấp. Talon đâm vào mục tiêu của mình, tấn công họ dựa trên phần trăm sát thương tay của hắn ta, tương tự đâm kiếm của Irelia mùa 3. Nếu Talon giết được mục tiêu, hắn ta trở nên không thể bị ngăn cản, không thể bị nhắm làm mục tiêu và bất khả xâm phạm, trong khi anh ta lao tới mục tiêu gây sát thương lớn nhất trong vòng đấu hiện tại và hoàn trả năng lượng của bản thân. Thứ 7, thần rừng. Cứ sau 12 giây, các quân cờ thần rừng sẽ tăng trưởng và nhận thêm chỉ số. Hiệu ứng này cộng dồn tối đa 5 lần. 3 thần rừng, 20 giáp và kháng phép, 5 sát thương tay và sát thương kỹ năng. 6 thần rừng, 35 giáp và kháng phép, 10 sát thương tay và kỹ năng. 9 thần rừng, 60 giáp và kháng phép, 25 sát thương tay và kỹ năng. Các thần rừng chúng ta gồm có: thứ nhất, Maokai, giá 1 vàng, thuộc thần rừng, đấu sĩ. Kỹ năng là bụi cây công kích. Maokai tung ra một làn sóng chấn động vào các kẻ địch phía trước, gây sát thương phép và làm chậm tốc độ đánh của chúng đi 50% trong 3 giây. Thứ hai, Hecarim, giá 2 vàng, thuộc thần rừng, tiên phong. Kỹ năng, nhiếp hồn trận. Hecarim hấp thụ máu của kẻ địch xung quanh trong 2 giây. Thứ ba, Lulu, giá 2 vàng, thuộc thần rừng, pháp sư. Kỹ năng, khổng lồ hóa. Lulu hóa khổng lồ một đơn vị đồng minh thấp máu nhất, tăng máu thêm cho họ và hất tung các kẻ địch cạnh bên lên trên không trong 1,5 giây. Thứ tư, Vaiga, giá 3 vàng, thuộc thần rừng, pháp sư. Kỹ năng, điểm gở. Vaiga thổi tung kẻ địch có lượng máu thấp nhất bằng nguồn năng lượng hắc ám, gây sát thương phép. Nếu kỹ năng này kết liễu mục tiêu, Vaiga sẽ vĩnh viễn nhận thêm một lượng sát thương kỹ năng. Thứ năm, Nunu, giá 3 vàng, thuộc thần rừng, đấu sĩ. Kỹ năng, nhốt chửng. Willem cắn vào một mục tiêu, gây sát thương phép. Nếu mục tiêu của Willem có ít máu hơn anh ta trước khi bị cắn, sát thương sẽ được tăng thêm 50% và là sát thương chuẩn. Thứ sáu, Ash, giá 4 vàng, thuộc thần rừng, thợ săn. Kỹ năng, chú tâm tiễn. Ash tăng tốc độ đánh trong 5 giây và các đòn đánh của cô ta sẽ bắn ra một loạt mũi tên gây sát thương vật lý. Thứ 7, Ezreal, giá 5 vàng, thuộc thần rừng, mê hoặc. Kỹ năng, cung ánh sáng. Ezreal bắn một làn sóng năng lượng vào kẻ địch có tốc độ đánh cao nhất, hồi máu cho tất cả đồng đội mà nó đi qua, đồng thời bổ sung thêm cho họ 50% tốc độ đánh trong 5 giây. Ngược lại thì các kẻ địch chúng phải nhận sát thương phép và giảm 50% tốc độ đánh trong 5 giây. Thứ 8, thần tài, mức kết hợp yêu cầu là 3. Chiến thắng vòng đấu với người chơi sẽ cho bạn một hộp vật phẩm. Nếu càng lâu không nhận vật phẩm, phần thưởng sẽ càng lớn. Hiện chưa rõ các phần thưởng này là trang bị, vàng hay tướng, nên anh em hãy chờ xem ít thời gian nữa, Riot bật mí nha. Danh sách các tướng thần tài gồm có: thứ nhất, Tham Khen, giá 1 vàng, thuộc thần tài, đấu sĩ. Kỹ năng, da dày. Tham Khen giảm thiểu sát thương từ mọi nguồn. Thứ hai, Ani, giá 2 vàng, thuộc thần tài, pháp sư. Kỹ năng là khiên lửa. Ani sẽ gây sát thương lửa theo hình nón trước mặt, sau đó tạo một lá chắn cho bản thân trong vài giây. Thứ ba, Zidik, giá 3 vàng, thuộc thần tài, thiện xạ. Kỹ năng, đòn bắn tiếp theo của Zinix sẽ bắn ra tên lửa, làm choáng mục tiêu của cô ta trong 1,5 giây và gây sát thương phép lên đơn vị đó, lẫn các kẻ địch xung quanh. Thứ tư, Katarina, xem lại ở phần thần tướng. Thứ năm, Sejuani, giá 4 vàng, thuộc thần tài, thiên phong. Kỹ năng, nhà ngục băng giá. Sejuani đặt một bola băng hàn vào mục tiêu. Sau một khoảng chạy ngắn, bola băng phát nổ, gây sát thương phép lên tất cả các đơn vị ảnh hưởng và làm choáng chúng trong vài giây. Thứ 9, Ninja, nhẫn giả. Các ninja sẽ nhận thêm sát thương vật lý và sức mạnh kỹ năng. Điều này chỉ hoạt động khi bạn có đúng một ninja hoặc có đủ cả 4 ninja trên sàn đấu. Một ninja, 45 sát thương vật lý và sức mạnh kỹ năng. 4 ninja, 90 sát thương vật lý và sức mạnh kỹ năng. Danh sách ninja hay còn gọi là nhẫn giả gồm có: thứ nhất, Z, giá 2 vàng, thuộc
thuộc nhẫn giả bóng tối. Kỹ năng khinh thường kẻ yếu, nội tại. Mỗi đòn đánh thứ 3, Zed sẽ gây thêm sát thương phép, đồng thời đánh cắp một lượng phần trăm sát thương tay của mục tiêu. Thứ 2, Kennen, giá 3 vàng, thuộc nhẫn giả hộ pháp. Kỹ năng bão sấm sét. Kennen triệu hồi một cơn bão sấm sét xung quanh, gây sát thương phép trong vòng 3 giây và làm choáng tất cả kẻ địch bên trong vòng 1,5 giây. Thứ 3, Akali, giá 3 vàng, thuộc nhẫn giả sát thủ. Kỹ năng phi dao 5 cánh. Akali ném ra 5 kunai vào mục tiêu, gây sát thương phép. Thứ 4, Shen, giá 4 vàng, thuộc nhẫn giả lão luyện. Kỹ năng vô ảnh bộ. Shen lao vào mục tiêu, bảo vệ bản thân khỏi sát thương bằng một lớp khiên chắn và khiêu khích tất cả kẻ địch xung quanh trong vòng 3 giây. Thứ 10, Spirit, tạm dịch là tinh linh. Lần đầu tiên một tinh linh sử dụng kỹ năng, tất cả các đồng minh sẽ được tăng thêm tốc độ đánh dựa trên mức năng lượng tiêu hao của phép thuật đó. 2 tinh linh, 35% của mức năng lượng tiêu hao. 4 tinh linh, 90% của mức năng lượng tiêu hao. Danh sách các tinh linh gồm có: thứ nhất, Teemo, giá 2 vàng, thuộc tinh linh thiện xạ. Kỹ năng là phi tiêu mù. Teemo bắn ra một phi tiêu mù và phát nổ, gây ra sát thương phép lên những kẻ địch gần bên. Ngoài ra chúng còn bị mù trong một khoảng thời gian. Thứ hai, Yumi, giá 3 vàng, thuộc tinh linh bí ẩn. Kỹ năng là tăng động. Yumi lao tới một đồng minh ít máu, hồi phục cho họ dựa trên lượng phần trăm số máu đã mất và tăng tốc độ đánh cho họ trong vòng 5 giây. Sau đó thì cô mèo lặp lại điều này lên đơn vị đồng minh xa nhất. Thứ 3, Kindred, giá 3 vàng, thuộc tinh linh thợ săn. Kỹ năng là sợ hãi dâng trào. Sói mê hoặc mục tiêu của Kindred, gây sát thương phép và làm giảm khả năng hồi máu của mục tiêu đi 50% trong 5 giây. Thứ 4, Ahri, giá 5 vàng, thuộc tinh linh pháp sư. Kỹ năng là quả cầu ma thuật. Ahri triệu hồi một quả cầu tinh linh khổng lồ. Sau 1,5 giây thì cô ta ném nó vào mục tiêu, gây sát thương cho tất cả kẻ địch trong phạm vi 2 ô cờ. Độc hành. Các tướng độc hành khi không có đơn vị đồng minh nào đứng kế bên khi khởi đầu trận đấu sẽ được hưởng thêm hiệu ứng. Cụ thể, một độc hành tạo ra một lớp khiên có chỉ số dựa trên 50% máu tối đa. Hai độc hành tạo khiên như trên, đồng thời tăng thêm 100% hút máu. Có hai tướng độc hành, và đó chính là hai anh em thích chơi kiếm nhật. Cụ thể là thứ nhất, Yasuo, giá 1 vàng, thuộc độc hành song đấu. Kỹ năng bão kiếm. Yasuo tấn công về phía trước trong khoảng cách 2 ô cờ, gây theo một lượng phần trăm sát thương tay của anh ta thành sát thương vật lý và áp dụng hiệu ứng trên đòn đánh. Thứ hai là Yone, giá 5 vàng, thuộc độc hành lão luyện. Kỹ năng là đoạt mệnh. Yone thi triển một lượt kiếm dọc theo phía trước anh ta, gây sát thương phép tất cả các kẻ địch trúng phải và hất tung chúng trong 2 giây. Những kẻ địch trúng chiêu bị đánh dấu tử, giảm 60% giáp và kháng phép. Kỹ năng sau đó của Yone được thay thế bằng tử kiếm cho đến khi không còn kẻ địch nào bị đánh dấu tử. Tử kiếm tiêu tốn 20 năng lượng khi dùng chiêu. Yone lao tới kẻ địch có lượng máu thấp nhất bị đánh dấu tử, giết chúng ngay lập tức. 12. The Boss, tạm dịch là đại ca. Chỉ có một tướng thuộc tộc này, đó không ai khác chính là Zed. Khi đại ca giảm xuống 40% máu lần đầu tiên, anh ta rời khỏi giao tranh để bắt đầu đi tập thể dục với bài tập gập bụng. Mỗi lần gập bụng hồi 15% máu và cho thêm 20% tốc độ đánh. Sau khi hồi đủ máu, Zed sẽ quay lại chiến đấu với việc chuyển đổi toàn tấn công cơ bản và sát thương kỹ năng của mình thành sát thương chuẩn. Nếu tất cả các đồng minh của Zed chết, anh ta sẽ ngay lập tức tham chiến. Về Zed thì các thông số như sau: giá 5 vàng, thuộc đại ca đấu sĩ. Kỹ năng hủy diệt đấu trưởng. Zed nắm lấy một mục tiêu và quật kẻ địch đó về phía trước, gây sát thương phép theo phần trăm máu tối đa của mục tiêu lên tất cả các kẻ địch tiếp đất trong một khu vực rộng lớn. Kẻ địch ở xa tâm trấn sẽ chịu ít sát thương hơn. 13. Thống khổ. Cũng chỉ có duy nhất một tướng thuộc tộc này, đó là Kane.
năng lực thiên bẩm cho phép Kane được tùy chọn biến hình sau khi tham gia 3 trận chiến. Về Kane thì thông tin sơ lược như sau. Giá 5 vàng thuộc thống khổ bóng tối. Kỹ năng chạm. Kane lao về phía một nhóm kẻ địch gần đó trước khi chém một vòng tròn xung quanh anh ta, gây sát thương phép. Ở các dạng chuyển đổi của Kane sẽ có thêm hiệu ứng, cụ thể như sau. Dạng Darkin phục hồi 80% lượng sát thương gây ra. Dạng bóng tối gây thêm phần trăm máu tối đa của mục tiêu thành sát thương phép. Ok, vậy đã xong 13 tộc mới của đấu trường chuyên lý mùa 4 này rồi. Khá là dài phải không ạ? Nhưng mà chưa hết đâu anh em ạ. Sau đây sẽ là 13 hệ cùng mới không kém ở mùa giải lần này. Nhưng yên tâm là kỹ năng các tướng mình đã giới thiệu qua hết ở phần tộc rồi. Nên lần này chúng ta chỉ đi vào việc giới thiệu thông tin các hệ cùng những vị tướng trong hệ đó thôi nha. Bắt đầu thôi. Thứ nhất là đấu sĩ. Các đấu sĩ sẽ được cộng thêm máu. Cụ thể là 2 đấu sĩ là 400 máu, 4 đấu sĩ 700 máu, 6 đấu sĩ là 900 máu. Danh sách các tướng thuộc đấu sĩ gồm có Thamken, Maokai, Silas, V, Nunu, Warwick và Seth. Thứ hai, song đấu. Các tướng song đấu di chuyển nhanh hơn, đồng thời các đòn tấn công của song đấu sẽ tăng tốc độ đánh, tối đa 7 điểm cộng dồn. 2 song đấu, 10% tốc độ đánh mỗi điểm cộng dồn. 4 song đấu, 20%. 6 song đấu là 40%. 8 song đấu là 100%. Danh sách các tướng song đấu gồm có Fiora, Yasuo, Yax, Kalista, Xin Zhao và Lee Sin. Thứ ba, tiên phong. Các tướng tiên phong được tăng thêm giáp. Cụ thể, 2 tiên phong là 100 giáp, 4 tiên phong là 200 giáp, 6 tiên phong là 500 giáp. Danh sách các tướng tiên phong gồm có Hukong, Garen, Thresh, Hecarim, Aatrox và Sejuani. Thứ tư, pháp sư. Các pháp sư được dùng phép 2 lần và thay đổi lượng sát thương kỹ năng. 3 pháp sư là 70% sát thương kỹ năng, 6 pháp sư là 100% sát thương kỹ năng, 9 pháp sư là 150% sát thương kỹ năng. Danh sách các pháp sư gồm có Nami, Twisted Fate, Annie, Lulu, Vega, Ahri và Lilia. Thứ năm, hộ pháp. Ngay khi khởi đầu trận chiến, các hộ pháp sẽ tăng cho bản thân và các đồng minh gần bên một lớp lá chắn trong 8 giây. Lá chắn mạnh hơn 50% với bản thân những vị tướng hộ pháp. 2 hộ pháp là 125, 4 hộ pháp là 175 và 6 hộ pháp là 250. Danh sách các tướng hộ pháp gồm có Elise, Yavan, Kennen, Riven, Azir. Thứ 6, sát thủ. Ngay khi khởi đầu trận chiến, các sát thủ sẽ nhảy ra sau lưng mục tiêu ở hàng dưới. Các kỹ năng của sát thủ có thể gây chí mạng và bản thân họ cũng được tăng tỷ lệ chí mạng lẫn sát thương chí mạng. 2 sát thủ, 10% tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. 4 sát thủ là 25% và 6 sát thủ là 40%. Danh sách các tướng sát thủ gồm có Diana, Pai, Akali, Katarina và Talon. Thứ 7, thợ săn. Mỗi 3 giây, các thợ săn sẽ tấn công vào kẻ địch có lượng máu thấp nhất, gây thêm sát thương. 2 thợ săn là 100% sát thương tăng thêm, 3 thợ săn là 150%, 4 thợ săn là 200% và 5 thợ săn là 250%. Danh sách các tướng thuộc thợ săn gồm có Aphelios, Kindred, Ashe và Warwick. Thứ 8, mê hoặc. Các kỹ năng của tướng mê hoặc gây giảm 50% sát thương vật lý của mục tiêu trong vài giây. 2 mê hoặc là 5 giây, 4 mê hoặc là 10 giây. Danh sách các tướng mê hoặc gồm có Lissandra, Lux, Cassiopeia, Morgana và Ezreal. Thứ 9, thiên xạ. Tướng thiên xạ có đòn đánh và kỹ năng nảy bật vào các mục tiêu gần bên. Tuy nhiên lượng sát thương sẽ giảm thiểu. 2 thiên xạ, 1 lần nảy bật và 70% sát thương giảm thiểu. 4 thiên xạ, 2 lần nảy bật và 45% sát thương giảm thiểu. 6 thiên xạ, 3 lần nảy bật và 30% sát thương giảm thiểu. Danh sách các tướng thiên xạ gồm có Ven, Nidalee, Teemo, Zinnik và Jihin. Thứ 10, lão luyện. Lão luyện làm giảm nhiệt độ của trận đấu khi giảm 50% tốc độ tấn công của kẻ thù trong vài giây ngay khi bắt đầu combat. 2 lão luyện là 3 giây, 3 lão luyện là 5 giây và 4 lão luyện là 8 giây. Danh sách các tướng lão luyện gồm có Irelia, Shen và Yone. 11. Bóng tối. Khi trận chiến bắt đầu, các tướng bóng tối dịch chuyển đến tuyến sau của đối phương. Ngoài ra mỗi đòn tấn công thứ 3, các tướng bóng tối sẽ đi vào màn đêm, tàng hình và khiến đòn tấn công cơ bản tiếp theo của chúng
gây thêm sát thương phép. 2 bóng tối, 100 sát thương phép cộng thêm. 3 bóng tối, 200 sát thương phép cộng thêm. 4 bóng tối là 300 sát thương phép cộng thêm. Danh sách các tướng bóng tối gồm có Zed, Evelyn, Kane. 12. Bí ẩn. Đồng minh được tăng thêm kháng phép. 2 bí ẩn thêm 40 kháng phép. 4 bí ẩn thêm 100 kháng phép. Danh sách các tướng bí ẩn gồm có Yana, Yumi, Cassiopeia và Zilin. 13. Đế vương. Tướng hoàng đế triệu hồi 2 đơn vị có thể di chuyển độc lập với hoàng đế. 2 đơn vị đấy cũng dùng chiêu khi hoàng đế dùng chiêu và mất máu nhanh chóng khi hoàng đế chết. Chắc chắn rồi, tướng duy nhất trong hệ này chính là Azir đấy anh em ạ. Và vừa rồi là tất cả 58 tướng mới cũng như là 13 hệ và tộc mới trong mùa 4 này. Mình biết là video đến đây đã rất dài rồi, thế nhưng đó mới chỉ là khái quát về các hệ tộc cũng như phần nào về kỹ năng của chúng mà thôi. Tất cả sẽ còn thay đổi rất nhiều trong thời gian tới. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cho tới tận bây giờ. Và nếu thích video này, đừng quên like, share cũng như subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ cho kênh, cũng như không bỏ lỡ những tin tức tiếp theo về đấu trường chân lý được lên sóng trong thời gian tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.